Chiều ngày 19 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công khóa 8 tổ chức phiên họp thứ 27, nghe và cho ý kiến vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới Tết Nguyên đán 2024. Đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công chủ trì hội nghị. Các nội dung tại phiên họp lần này bao gồm: thông qua kết quả rà soát việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Hương, phường Thắng Lợi, bà Nguyễn Thị Tám, bà Tô Thu Vân, phường Phố Cò. Nội dung này do đại diện thanh tra thành phố tham mưu báo cáo. Tiếp đó, Ban Quản lý Trung tâm Thương nghiệp thành phố báo cáo công tác quản lý các kiosk trên địa bàn. Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè, xã Bình Sơn. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông xin ý kiến về kế hoạch trang trí trực quan dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, báo cáo phương án tổ chức chương trình nghệ thuật đêm giao thừa. Liên quan đến quy hoạch các dự án, các nhà đầu tư xin ý kiến phương án quy hoạch khu đô thị số 5 phường Bách Quang, khu nhà ở số 4 phường Phố Cò, điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Phố Cò và khu đô thị số 6 xã Tân Quang. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn cũng xin ý kiến phiên họp về những nội dung vướng mắc đang gặp phải trong quá trình triển khai công việc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận ngay tại phiên họp một số nội dung cụ thể, còn lại các thành viên Ủy ban nhân dân xem xét và cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể, thống nhất phương án triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới Tết Nguyên đán 2024, đảm bảo hiệu quả công việc.